được Trung tâm Internet Việt Nam chính thức cấp phát miễn phí cách đây gần 2 năm. Số lượng tên miền tiếng Việt có dấu được đăng ký nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, vượt xa số lượng tên miền.vn truyền thống. Tuy nhiên, cho đến nay, việc sử dụng thực tế của tên miền tiếng Việt vẫn chưa đáng kể. Đã 2 năm kể từ ngày tên miền tiếng Việt có dấu được Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC chính thức cấp phát miễn phí. Tuy nhiên, ngay cả với những người thường xuyên truy cập Internet, việc nêu ra một vài địa chỉ website mà họ thường ghé thăm dùng tên miền tiếng Việt có dấu là điều không dễ dàng. Theo thống kê của VNNIC, lượng tên miền tiếng Việt có dấu được đăng ký trong vòng 2 năm qua đã lên đến 800.000 địa chỉ, tức là gấp gần 4 lần lượng tên miền.vn từng được đăng ký. Ông Huỳnh Việt Phương, giám đốc công ty BA Việt Nam, một nhà đăng ký tên miền nhận xét, thực tế tên miền tiếng Việt vẫn chưa phổ biến trong sử dụng thực tế. Nói chung tên miền tiếng Việt thì hiện tại được đăng ký với số lượng VNIC thống kê thì còn nhiều hơn cái tên miền tiếng Việt không dấu. Nhưng mà cái trở ngại là khi người sử dụng thì họ quen gõ theo kiểu không dấu rồi. Thành ra là nói chung về cái phổ biến thì chưa có, VNIC cũng đang là mở rộng và khuyến khích mọi người đăng ký và sử dụng cái tên miền tiếng Việt có dấu. Ông Hoàng Minh Cường, giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam cho biết, tên miền tiếng Việt có dấu được triển khai theo lộ trình gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thời gian giúp chủ thể quen dần với việc đăng ký loại tên miền này và tạo lập một số lượng tên miền nhất định trên mạng Internet. Và giai đoạn 2 chính là thời gian thúc đẩy việc sử dụng các loại tên miền này vào thực tế. Ông Cường nhận xét, mức độ quan tâm của người dùng trong giai đoạn 1 là rất lạc quan. Hiện VNNIC cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng web dùng tên miền tiếng Việt để khuyến khích người dùng. Trong cái giai đoạn 1 về cái việc phát triển đăng ký thì chúng ta thấy cái sự tăng tốc của tên miền tiếng Việt thể hiện cái mối quan tâm rất lớn của cộng đồng đối với tên miền tiếng Việt có dấu. Tuy nhiên, để thúc đẩy cái tên miền tiếng Việt đi vào sử dụng trong ấy thì hiện tại Trung tâm Internet Việt Nam đã phối hợp với cả nhà đăng ký để đưa thêm các cái dịch vụ miễn phí kèm theo. Trong đó có bao gồm việc thiết lập các cái website với cái công cụ có sẵn một cách dễ dàng để cho mọi người không biết chuyên sâu về Internet cũng có thể tự tạo website cho mình. Và thứ hai là hỗ trợ cái việc mà duy trì miễn phí website đó trong một thời gian dài để chúng ta quen dần với việc sử dụng tên miền tiếng Việt. Ngay từ khi xuất hiện đã có nhiều lo ngại rằng việc website dùng địa chỉ tên miền tiếng Việt thì chỉ có khả năng phát triển trong cộng đồng những người biết cách gõ tiếng Việt và có bộ gõ tiếng Việt trên máy tính. Tuy nhiên, với cùng tên miền này, người dùng vẫn có thể truy cập được bằng cách gõ không dấu, điều mà vẫn ít người được biết. Do vậy, tiềm năng cho tên miền tiếng Việt còn rất lớn. Vấn đề là việc thay đổi thói quen của người sử dụng.